Rio the Water Planet, một hành trình kỳ diệu trong thế giới nước. Bước chân tôi bước vào cánh cổng của công viên nước Rio the Water Planet, và từ giây phút đầu tiên, tôi bị cuốn hút vào một thế giới kỳ diệu của nước và niềm vui. Cảm giác của tôi như được đắm chìm trong sự hòa mình với tự nhiên. Những dòng nước trong xanh, từ những dải sóng nhỏ đến những con dòng lớn, tất cả đều tạo nên một không gian bao quanh tôi đầy sức sống và hứng khởi. Đây không chỉ là một công viên giải trí, mà còn là một trải nghiệm tương tác với thiên nhiên. Cùng với những trò chơi nước thú vị, tôi cảm nhận được sự tự do và sảng khoái mỗi khi bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Từ những cái nhìn từ trên cao, tôi thấy mình như bay lượn trên mặt nước, thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt vời của công viên và những người bạn đồng hành. Không chỉ là niềm vui cho người lớn, Rio the Water Planet còn là một thiên đường cho trẻ em. Tôi thấy niềm hạnh phúc và sự phấn khích trên gương mặt của trẻ nhỏ khi họ tung tăng chạy nhảy và thưởng thức các trò chơi nước đầy màu sắc. Cuối cùng, khi rời khỏi công viên, tôi mang theo một trái tim đầy trải nghiệm và kỷ niệm đẹp. Rio the Water Planet không chỉ là một điểm đến giải trí, mà còn là một nơi để tái tạo tinh thần và tìm lại sự hòa mình với tự nhiên trong cuộc sống hối hả của chúng ta.
các bạn đừng quên like, để lại bình luận, chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh cho mình nhé.